Hello, xin chào tất cả khách hàng của DK Eyebrow and Beauty. Thì chiếc ống kính máy quay là một chiếc khách hàng vừa thực hiện combo xóa sửa lông mày tại DK xong. Và livestream này thì mình sẽ cho các bạn thấy là ca của chị xóa sửa mày của chị là một ca rất là thành công. Và tại sao mình nói là một ca thành công thì chúng ta hãy cùng theo dõi livestream và trước tiên sẽ làm quen với chị một chút để biết rõ hơn về chị nhé. Dạ em chào chị ạ. Chào bạn. Vâng, chị ơi, chị có thể giới thiệu một chút về bản thân để cho các bạn đang theo dõi livestream này được biết về chị hơn không? Mình là Vân Anh, mình từ Mê Linh đến đây ạ. À vâng, thì từ Mê Linh sang đến bên em ở Nguyễn Công Trứ thì cũng là quãng đường khá là xa xôi đúng không ạ? Vâng, thì vì lý do gì mà chị lại quyết định đi một quãng đường xa như vậy để sang đây gửi gắm cặp lông mày của mình ạ? Mình cũng qua nhiều, mình có bạn, nhiều bạn làm ở qua DK đấy. Vâng ạ. Đã giới thiệu mình đến đây. Vâng, thì là khi mà được bạn bè giới thiệu và chị tin tưởng nên chị quyết định đến DK đúng không ạ? Vâng, thì chị có thể nói qua một chút về cái tình trạng lông mày ban đầu của mình là như thế nào được không ạ? Lông mày ban đầu của mình nói chung là mình làm tận 3-4 lần rồi, nó chồng lên nhau. Lông mày nó nói chung sắc lắm, mình muốn sắc và hơi già một chút, mình muốn trẻ và nó còn bị trổ nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Trổ rất là nặng đúng không ạ? Vâng, thì em sẽ xin phép là em cho các bạn đang theo dõi livestream này được xem cái hình ảnh ban đầu của mình nhá, để cho các bạn rõ hơn nhá. Thì đây mình sẽ cho các bạn xem tình trạng cặp lông mày của chị Vân Anh trước khi đến với DK. Thì chúng ta có thể thấy là như chị chia sẻ là bởi vì chị đã làm 3-4 lần rồi và chị chưa tìm được nơi nào uy tín để xóa sửa hoàn toàn cái lớp mực cũ mà người ta sử dụng là biện pháp là để chồng lên nhau. Và sau rất là nhiều lần thì cặp lông mày của chị Vân Anh đã bị trổ, thậm chí là trổ sang màu xanh lá. Chúng ta có thể thấy là rất là màu xanh lá luôn. Và cái nét mày cũng rất là cứng, không hề phù hợp với khuôn mặt của chị đây ạ. Và sau khi chị đến với DK thì chị được tư vấn là để xóa sửa cặp lông mày của mình, đầu tiên là công nghệ xóa là sẽ xóa bằng siêu laser Bicomax, và sửa thì chị sẽ thực hiện là hair chop lông mày. Chị có thể chia sẻ một chút về cái quá trình mình thực hiện hút xóa lông mày của mình tại DK như thế nào không ạ? Hút xóa nói chung là mới đầu hơi rát một tí thôi, xong đi ra khỏi khoảng độ tiếng xong là hết rát rồi. À vâng, có nghĩa là trong cái quá trình mình làm là mình châm chích cái lúc đấy thôi đúng không ạ? Vâng, vâng. Vâng. Còn sau khi xóa sửa xong thì là mình hoàn toàn bình thường. Sao mình có thể kẻ lông mày bình thường? À đúng rồi ạ, tại vì ở DK là đang sử dụng công nghệ là siêu laser Bicomax, và sau 20 phút thôi là ngay khi laser là mình đã có thể kẻ vẽ hoàn toàn bình thường rồi. Và điều đặc biệt là trong cái quá trình chị hút, chị có phải kiêng khem điều gì không chị nhỉ? Không ạ. Không hề kiêng khem đúng không chị? Đấy là mà quan trọng là cái thời gian hút giữa các lần cũng được rút ngắn rất là nhiều đúng không ạ? Thì sau khi vài lần hút laser tại DK thì chị đã có được cái cặp mày như chúng ta đang xem hiện tại. Thì ống kính máy quay hãy cùng zoom cận một chút cho em nhé. Với một cặp mày có thể nói là khá là thảm họa như của chị Vân Anh như ban đầu, mà bây giờ DK đã xóa sửa và cho chị một cặp mày mới hoàn toàn như này đấy. Và tình trạng cặp lông mày của chị Vân Anh thì cũng là chị rất là ít sợi lông thật, nhưng mà Master Ngoan Minh Vương của chúng tôi đã đang xem những sợi hedgehog trông rất là tự nhiên và hài hòa. Mặc dù là xóa sửa nhưng mà khi làm xong thì cặp lông mày của chị Vân Anh không hề có dấu hiệu là tấy đỏ hay là tổn thương ở cái vùng da đấy. Chị Vân Anh ơi, thì với cái cặp lông mày hiện tại của chị thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Chị rất hài lòng ạ. Vâng, chị có cảm thấy tự tin hơn không ạ? Tự tin hơn chứ, trẻ hơn ạ. Vâng, thì với cái cặp mày hiện tại và cái sự hài lòng của chị thì chị có lời nhắn nhủ nào đối với cả DK không ạ? Mình rất cảm ơn DK đã làm cho mình cặp lông mày này. Vâng, thì em cảm ơn chị. Và với sự hài lòng của chị thì chị Vân Anh hãy giới thiệu thêm nhiều khách nữa cho DK chị nhé. Vâng, thì chị có lời nhắn nhủ nào đối với các bạn đang xem livestream hôm nay không ạ? Các bạn hãy tin tưởng DK và đến với DK ạ. Vâng, và DK là một cái địa chỉ làm đẹp mà mình nên cân nhắc để gửi gắm đúng không ạ? Dạ vâng, em cảm ơn những chia sẻ của chị Vân Anh nhé. Vậy với những thông tin vừa rồi thì mong rằng các bạn đang theo dõi livestream này thì nếu có bất cứ vấn đề gì về mày môi mí thì hãy inbox cho fanpage của DK để được các chuyên gia tư vấn cũng như hỗ trợ nhanh nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những livestream tiếp theo.